Em tên đầy đủ là Ngô Vĩnh Thái. Em sinh năm 1982. Quê em ở Quảng Trị. Giờ hiện tại đang sinh sống ở Biên Hòa. Thái làm gì? Dạ, hiện tại á, lúc trước là em làm kinh doanh ô tô. Hiện tại thì em chuyển về em làm bên công ty bảo hiểm quân đội của Biên Hòa. Rồi, bây giờ xin mời đàn gái nhà mình giới thiệu nè. Dạ, kính chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả và chào anh Nam ở rào kế bên. Em là Trần Thị Bích Phượng, em năm nay 34 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa. Hiện tại em đang làm việc tại công ty Hoàng Anh Gia Lai. Em làm ở bộ phận pháp chế. Làm ở quận mấy vậy em? Dạ, em làm bên quận 10 với anh. Quận 10? Dạ. Cái công việc cụ thể mình làm pháp chế là làm gì hả chị? Dạ, em đang làm kiểu như mình làm sổ hồng á. Đi bên em là bán chung cư với em đi làm sổ cho khách. Dạ. Anh Quỳnh Linh ơi, hỏi ảnh thử ảnh có nhu cầu làm sổ gì không, em hỗ trợ cho ảnh nha. Ảnh làm cần làm sổ hộ khẩu. Dạ. Sổ hộ khẩu gia đình đó, được không em? Đúng rồi. Rồi bây giờ xin mời bây giờ đàn trai mình nói một tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Hiện tại điểm mạnh của anh á, trong công việc á, rất là rõ ràng. Thứ hai là mình sống tự lập từ nhỏ. Cái điểm yếu á, cũng rất là ít nói, thỉnh thoảng cũng hay quên. Chỉ đơn giản này thôi. Rồi, mời đàn gái. Điểm mạnh của em á là rất gọn gàng, sạch sẽ, biết quan tâm tới người khác. Còn điểm yếu của em á là cái điểm mạnh đó cũng là điểm yếu của em, bởi em rất gọn gàng á, nên sinh ra nó rất là kỹ tính luôn á. Em thì có một điểm yếu là dở trong việc nội trợ. Anh cũng có thể là hỗ trợ cho em được mà. Dạ. Hy vọng rằng là hai người cùng làm sẽ ngon hơn em nhỉ. Dạ, hy vọng là anh sẽ nấu cho em ăn. Rồi, anh Thái có mấy mối tình rồi? Dạ, nói chung là mối tình chính thức á, em cũng có 3 mối tình thời học cấp 3. Rồi cấp 3 là qua. Qua rồi. Rồi kế tiếp. Kế tiếp là sinh viên, cũng là cái thời điểm mà mình cũng còn trẻ quá. Đúng rồi. Mối tình mới đây. Mới đây thì nói chung là chia tay cũng 1 năm rồi. Năm rồi. Quen nhau mấy năm? Em quen nhau chắc cũng 6 tháng thôi ạ. Ủa 6 tháng thôi hả? Dạ. Không có nói chia tay hay như thế nào mà hai người cảm nhận về nhau, cảm thấy là nên làm bạn sẽ tốt hơn. Chị Phượng, nói một tí xíu về tình trường của mình nè. Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì quen nhau cũng được 6-7 tháng gì đó, rồi chia tay. Còn mối tình thứ hai thì quen cũng hơi lâu, 6-7 năm. Dạ. Nhưng rồi cả hai người rồi cũng không có duyên đến với nhau. Tại sao lại 6-7 năm mà cuối cùng lại rớt vào chữ không có duyên rồi sao hả chị? Không phải, tại vì do kiểu như là người ta không có quan tâm rồi chia sẻ với mình á, rồi cũng ít có thời gian gặp nhau, người ta cũng không có một cái điểm mà cái xác định là tương lai hai đứa như thế nào. Em hiểu cứ quen cứ không đúng biết rồi, ngày mai ra sao rồi, mình quen cứ tiếp tục đó. Nhưng thực sự phụ nữ luôn cần một câu trả lời cho cái mối quan hệ đó là chúng ta sẽ đi đến đâu, đúng không chị? Rồi sau đó là sau mối tình 6-7 năm đó là chị không yêu ai nữa. Em nghĩ là nhìn chị chắc là chị rất là nhẹ nhàng, dễ thương, đáng yêu, chắc là đào hoa lắm, nhiều anh theo lắm chứ ha? Dạ đúng rồi, em nói chung là đào hoa lắm, đi đến đâu cũng có người theo hết, nhưng mà cái tình cảm của mình là không có dành cho người ta, nên rồi cũng không có thành được với ai. Chị Phượng của em rất là đào hoa. Anh Thái ơi. Dạ. Anh hy vọng là anh có thể chia sẻ với em được rất là nhiều thứ trong cuộc sống này. Dạ, em cũng cần một người như vậy đó anh. Anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. Trời ơi, chưa gì mà anh sẽ hết rồi. Đề em bớt khó tính chút xíu nha Phượng. Dạ, chắc cũng do em khó tính quá nên hả? Người ta ha. Sợ, người ta họ bỏ đúng đi rồi. Hết. Em chào chị. Dạ, chào anh. Anh mong muốn một người phụ nữ như thế nào cho mình? Về hình thức ấy. Dạ. Thì nhìn dễ nhìn ra được rồi. Yên tâm, anh nhìn chị em một cái là đắm đuối liền. Rồi còn về tính cách thì như thế nào? Về tính cách thì nói chung là người phụ nữ hướng nội một tí xíu, một người dịu dàng. Dạ. Nhỏ nhẹ. Còn anh không thích phụ nữ ở điểm nào? Thì thường phụ nữ mà nóng quá thì cũng không nên lắm. Còn mình không thích thì người phụ nữ đừng có ghen quá, làm cho mình cảm thấy nó áp lực. Đợi em xíu, em hỏi chị em. Chị có ghen không? Không. Mọi việc là mình sẽ nghĩ trước, ví dụ như vấn đề gì đó, lý do như thế nào. Chứ mình không có phải là cái kiểu mà nghe cái là mình bộc phát liền. Dạ, yên tâm, chị em ghen, có ghen,
nhưng mà ghen hết sức văn minh. À, ghen là yêu. Ghen là yêu thì chắc chắn, nhưng văn minh. Bình đó muốn đàn trai thế nào? À, đối với em thì ví dụ mình nhìn đầu tiên là mình phải có thiện cảm. Dạ. Có một xíu chiều cao. Hơi cao. Hơi cao. Tính tình thì kiểu như là biết quan tâm, chia sẻ, không rượu chè, thuốc lá. Ủa chị, em thấy chị có cái bảng ghi giấy sẵn là gì vậy? À, em có một bảng. Có bảng ghi sẵn nữa hả? Dạ. Qua được coi thôi, đàn gái có bảng ghi sẵn gì đây? Tiêu chuẩn, à. Chọn chồng. Chào em gái. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Trai vậy? Nè mọi người nha, thấy là mệt cho nhà trai rồi đó. Tiêu chuẩn, chọn chồng. Một, phải sạch sẽ, gọn gàng. Vì em khá là kỹ tính. Sạch có sạch sẽ không? Mặc áo trắng, thức nào cũng sạch hết. Gọn gàng. Hai, biết nấu ăn. Nếu không muốn phải ăn trứng chiên với rau muống luộc trường kỳ. Bên đây biết nấu ăn. Ba, phải luôn luôn lắng nghe em, mặc dầu lâu lâu mới hiểu ra vấn đề cũng được. Bốn, đặc biệt phải rèn được tinh thần thép để chịu đựng được sự càm ràm ca tháng khi tâm trạng em mệt mỏi, không vui. Thì lắng nghe chia sẻ thôi, gì đâu. Chưa hết, và một số vấn đề vân vân mây mây khác sẽ đề ra sau. Còn nhiều nữa hả? Giờ rồi, đưa đây cho tôi. Đây, bỏ túi nha. Em nhét túi liền. Nhét túi liền, giữ đây. Biết kiếp vào công á. Đúng không anh? Giờ em ghét nhất gì của người đàn ông nè? À, nói nhiều. Ví dụ như là khi mà mình nhậu nhẹt, say xỉn về á, cái mình cứ nói đi nói lại vấn đề đó, hoặc là hay nhây á, nên em không thích cái đó. Em mệt về em cằn nhằn ta được, ta lâu lâu ta nhậu xỉn về ta nói chút mà không cho. Em ơi. Dạ. Mà thật sự là tính anh ít nói lắm, nhưng mà còn lắng nghe nhiều hơn. Đó. Vậy em cũng ít nói lắm, chỉ có những lúc em càm ràm em mới nói nhiều thôi. Bây giờ mình nghe ý kiến người thân coi sao nha. Dạ. Chị Phượng, hôm nay chị đi đến đây với ai? À, em tới đây với em gái và em rể. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị. À, em đi với chị vợ em. Bà cũng không biết nấu ăn. Bà không biết nấu ăn không? Đặc biệt chị, nhưng mà em chơi với chị cũng hơi thân với anh Quyền Linh à. Được cái là biết thương người, lắng nghe. Còn nấu ăn dở lắm. Được rồi, nấu ăn được rồi, đừng có dặm vô hoài thiệt á. Rồi còn yêu đương thì giữa chị với anh tìm hiểu như thế nào đó thì do duyên thôi. Nhưng mà em thấy anh này có thể hợp với chị không? Em thấy không. Rồi, không, đêm gái đi. Em thấy sao? Anh đẹp, sao? Em rể là nói không hợp rồi đó. Em thấy ảnh bù đắp được cho chị về việc phần nấu ăn. Còn việc lắng nghe hay không thì đó là lời ảnh nói thôi. Thì đến khi giữa hai người tìm hiểu á, thì lúc đó chị sẽ xác định sau. Rồi, dạ. Đó là ý kiến của bên đàn gái. À, mời ý kiến đàn trai. Rồi, cảm ơn em. Em xin giới thiệu nhà đàn trai bên em. Anh Trương Quốc Mỹ là sếp trước đây của em về ô tô. Còn anh Hoàng Trung Anh là sếp mới bây giờ. Rồi. Vâng, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ. Xin chào nhà gái cùng tất cả những người trong trường quay. Nhận xét về chỗ Thái thì một người trong công ty thì làm bên nghề xe ô tô thì Thái là người rất là thông minh. Còn ngoài cuộc sống thì Thái là một người em rất là năng động và cũng quan tâm tới bạn bè và đồng nghiệp. Còn về cô gái này thì rất là có cá tính, rất là lanh lợi và hiện đại trong công việc bây giờ. Theo anh nghĩ là ok. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Cảm ơn. Anh chào em. Dạ. Anh có món quà tặng em nhé. Dạ, em có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Em thích đọc sách lắm hả? Không, em cũng thích nhưng mà ít khi đọc. Anh, cái tựa đề sách mình là gì vậy hả? Mình ơi, về ăn cơm. Mình ơi, về ăn cơm. Ê. Chị cận mà phải không? Chị có muốn đem bắt kiến để nhìn rõ dạ, mặt anh không? Dạ, đúng rồi. Đây đây. Để em xem thử dung nhan của anh. Em dạ. Cần mấy độ ấy? À, dạ em cần chắc cũng gần 3 độ á. Gần 3 độ luôn hả? Rồi mình bây giờ ngồi xuống và nói chuyện với nhau ha. Là cảm nhận về nhau thế nào đi? Thật sự ra là anh, trong suy nghĩ của anh á, ngày hôm nay gặp em đó là cái niềm vui của anh. Anh hy vọng rằng là đã đến đây là một cái duyên rồi. Mình cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau. À, sau này để mình tiến tới cái hôn nhân ấy, thì theo em thì bao lâu nữa thì mình có thể kết hôn được? Dạ thì do hiện tại là em còn đi học nên phải chắc đợi em học xong tầm một năm đó thì
ví dụ như em học về gì nhỉ? À dạ em hiện em đang học luật. À vậy hả? Em học văn bằng 2. Mình đã tặng quà cho nhau thì bây giờ mình có một món quà gì gọi là tinh thần để tặng cho nhau không nè? À dạ thì em chắc là em sẽ đọc cho anh một bài thơ. Nó là cái một đoạn trong bài thơ Thuyền và biển. Dạ. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu sóng vỗ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã thuyền, thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa anh em chỉ còn nỗi nhớ. Ồ, cảm ơn em nhiều nhé. À, anh tặng em một bài và tất cả mọi người ở đây. Bài là Có lẽ nào. Đêm lạnh quá sao em không về chung lối, để bàn tay xoa ấm mái bờ vai. Đêm lạnh quá sao đường về chia ai mà ngẩn ngơ, ngã rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ, khi đi tìm một nửa đời nhau. Em xin phép. Có lẽ nào. Em nghi ngơ không hiểu hả? Em rồi một ngày sỏi hiểu. Đá cũng cần nhau. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu nữa, sau đó mình tiến hành bấm nút ha, để xem mình ơi có về ăn cơm hay không. Dạ, anh cho em xin phép nói tí xíu nữa. Chắc chắn là sau này thì ba mẹ em cũng xem chương trình này. Thì cháu xin phép chào hai bác. Cháu muốn nói hai bác rằng là cháu có thể là không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà con hứa với hai bác là con sẽ làm tất cả mọi thứ để cô ấy có thể vui và hạnh phúc. Hay quá. Có lẽ rằng ba mẹ của em đang xem chương trình, đã nghe được những cái lời của anh chàng này nói rồi. Rất là hay nha. Trong cái cuốn Mình ơi về ăn cơm này thì anh có đọc những cái dòng chữ này nha. Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ gió, mây sẽ bay. Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đông đầy. Mong rằng chúng ta sẽ đủ duyên, đủ nợ để có thể gọi nhau là gia đình. Mình ơi về ăn cơm nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Cô ấy viết đấy, đúng không em? Dạ, đúng rồi. Bây giờ quan trọng là mình ơi có về nhà ăn cơm hay không? Chúng ta thể hiện bằng nút bấm. Xin mời hai anh chị mình sẽ để tay vào nút bấm ha. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận những rung động từ con tim. Nó sẽ dẫn đến bấm nút hay không? Bắt đầu. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng chị. Đây. Nắm tay nhau đi. Bây giờ mình có thể gọi nhau mình ơi về ăn cơm được rồi đó. Anh hy vọng rằng là sau này anh em mình gặp nhau nhiều, anh em hiểu nhau và sẽ có tình cảm với nhau nhiều hơn. Anh sẽ chứng minh cho anh thấy là anh với chị có những điều rất hợp nhau. Thôi nắm tay đi. Nào, hãy hôn nụ hôn đầu tiên chứng minh rằng nút bấm mình là bấm từ trái tim. Xin chào em nhé. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, nệm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng, giữ lấy để có cơ hội đến xem phim để yêu nhau nhiều hơn. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pass nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân, một lần nữa xin chúc mừng.